Tối 12 tháng 1 tại khu hội chợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại số 489 Hoàng Quốc Việt Hà Nội, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lễ khai mạc hội chợ Xuân Quý Mão năm 2023. Với chủ đề nơi hội tụ hương vị xuân đất Việt, hội chợ có quy mô 115 gian hàng với sự góp mặt của hơn 100 đơn vị doanh nghiệp. Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại, là nơi giao thương, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tôn vinh những sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh hoạt động truyền thông cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, giới thiệu bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa, ẩm thực truyền thống của Việt Nam. Bên cạnh đó, hội chợ còn có không gian rộng 800m² trưng bày ngoài trời để giới thiệu các loại hoa, cây cảnh mang đậm sắc xuân của các vùng miền cả nước đến với người dân thủ đô. Hội chợ Xuân Quý Mão năm 2023 được tổ chức đến ngày 19 tháng 1, tức đến ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần.